chào mọi người, lại là Tiền đây. Thì hôm nay bên Tiền về thêm một chiếc xe 5 chỗ của Hyundai nữa. Thì bây giờ Tiền sẽ giới thiệu mọi người ngay ha. Rồi thì bên cạnh Tiền đây là chiếc Hyundai Avante. Chiếc này là bản 1.6 số sàn ha mọi người ha. Được sản xuất là năm 2012 nè mọi người. Đi được, hình như Tiền nhớ đi được tầm khoảng 63.000 km đó mọi người. Thì hiện tại chiếc này bên Tiền đang bán với giá là 295 triệu. Rồi bây giờ mọi người cùng Tiền nhìn sơ tổng thể về cái xe ha. Đó, mọi người nhìn nha, xe được sở hữu nước sơn là màu xám ha mọi người ha. Xe này đời 2012 nên là Tiền sẽ không hỗ trợ cho các anh chị vay ngân hàng được nha. Đó, mọi người nhìn ha. Rồi. Đó. Xe này thì biển số tỉnh ha mọi người ha. Biển số tỉnh. Nhưng mà không sao, bên Tiền sẽ bao rút hồ sơ cho các anh chị ha. Rồi, hoặc là sẽ hỗ trợ cho các anh chị sang tên. Rồi, cho mọi người nhìn phần nước sơn giùm Tiền nha. Đó, màu xám ha mọi người ha. Rồi, kiểm tra lốp giùm Tiền luôn. Rồi, nhìn giùm Tiền cái đầu hoa mòn trước nha. Đó, cho mọi người nhìn sơ phần mâm ha. Mâm thì Tiền thấy không có bị trầy xước nhiều á mọi người. Vỏ này là vỏ rất chịch tôn nha mọi người nha. Để Tiền tìm cái đá xem vỏ này là vỏ năm bao nhiêu nhé. Tiền không thấy rồi. Không thấy mọi người. Này nó lật vô trong rồi, tí nữa mình kiểm tra cái vỏ phía sau nha. Rồi. Ở đây thì Tiền thấy có dán phim cho mình nè mọi người, có viền che mưa cho mình ha. Ngay cái phần gương chiếu hậu thì cũng đã được ốp cho mình cái phần inox mọi người, để bảo vệ cái gương mình không bị trầy xước ha. Rồi, tay nắm cửa thì cũng được ốp cho mình chén cửa luôn ha. Rồi, để Tiền mở cửa nha. Rồi, cho mọi người kiểm tra keo chỉ nha. Đó, mọi người nhìn ha. Xe bên Tiền thì luôn cam kết với mọi người là xe không có đâm đụng hay là ngập nước, cho nên là mọi người yên tâm ha. Đó, nhìn giùm Tiền khóa ốp chén cửa phía trước nè. Đó. Rồi, ốp chân cửa phía sau ha. Rồi, ok nha. Cho mọi người kiểm tra keo chỉ cánh cửa này luôn đi ha. Đó, kiểm tra hai cánh cửa luôn. Đó, mọi người nhìn nha. Rồi, ok ha. Rồi, ở mấy cái phần viền đèn thì trước và sau thì được chủ trước của mình ốp cho mình cái viền đèn này rồi ha mọi người ha. Đó, rồi để Tiền mở cốp cho mọi người xem nha. Đó, mọi người nhìn ha. Không gian cốp thì cốp này thì mình đựng được tầm khoảng 3 đến 4 cái vali lớn á mọi người. Thì mở lên nha. Rồi, dưới đây là lớp dự phòng ha. Lớp dự phòng nè mọi người. Đó, có đồ nghề để trên đây ha. Đó, con đội nè, đội quay này thì được đặt trên đây. Rất tắm mút, rất là gọn gàng ha. Rồi, nhìn giùm Tiền keo chỉ nha. Xe bên Tiền thì bao test hãng cho mọi người ha. Bảo hành cho mình 3 tháng hoặc là 5.000 cây động cơ và hộp số nha. Rồi ok ha. Rồi, mình qua phía bên này mình kiểm tra nội thất ha. Xe này thì cũng được trang bị ghế da nha mọi người nha. Với tông màu là màu xám ha. Xám ha. Da này thì còn cũng rất là mới mọi người, còn xài được ha. Đó, có bọc trần cho mình nè mọi người. Bọc trần nha. Đó, mọi người nhìn ha. Để Tiền xem. Sàn thì đã được trải simili cho mình rồi nè, rất là sạch sẽ mọi người. Có táp đi sàn ở trên luôn ha. Rồi, tiếp theo nha. Rồi, để Tiền qua bên kia Tiền cho mọi người xem đồng hồ nha. Xe này thì mình sử dụng chìa khóa cơ ha mọi người ha. Khóa cơ nha.
Rồi cho mọi người nhìn sơ phần vu lăng trước nè. Vu lăng này thì cũng không có trầy xước mọi người. Rồi nhìn đồng hồ dùm tiền nha. Xe này mình đi được 63.402 km cho mọi người nha. Đó mọi người nhìn ha. Nhìn qua phía bên này dùm tiền luôn. Có trang bị cho mình màn hình nè mọi người. Đó mọi người nhìn sơ phần nội thất phía bên này dùm tiền ha. Có cổng sạc 12V nè. Dụng cụ mỗi nước khoáng nè mọi người. Đó. Đó nhìn sơ ha. Rồi. Rồi ok nha. Bây giờ mình sẽ đi ra phía trước mình kiểm tra phần động cơ ha mọi người ha. Tiện tắt máy. Rồi nhìn sơ dùm tiền phần nắp capo trước nha. Đó, ốc nắp capo ha, đánh một vòng keo chỉ dùm tiền nha. Màu xám cho nên là nó cũng hơi khó thấy ha mọi người ha. Đó, mọi người nhìn nha. Rồi, nhìn xuống phần ốc dưới này dùm tiền nha. Đó, còn nguyên zin chưa bung tháo gì hết nè. Rồi, nhìn dưới phần ốc máy dùm tiền luôn ha. Đó. Đó, mọi người nhìn ha. Đây bên tiền thì luôn cam kết là không đâm đụng hay là ngập nước thôi, cho nên là mọi người yên tâm. Đây những cái chi tiết này thì nó còn sơn luôn nha mọi người nha. Rồi ok ha. Thật sự tiền quay thì quay sơ cho mọi người xem vậy thôi. Nếu mà các anh chị nào mà muốn xem xe kỹ hơn á thì liên hệ với tiền ha, đến xem xe trực tiếp nha. Rồi thì tiền nhắc lại thông tin chiếc xe này một lần nữa ha. Thì đây là chiếc Hyundai Avante bản 1.6 số sàn ha mọi người ha. Được sản xuất vào năm 2012 nè. Đi được 63.000 km rồi mọi người. Thì cái chiếc này hiện tại bên tiền đang bán với giá là 295 triệu. Thì nói chung giá đây tiền bắt thì đều có thương lượng cho khách hàng thiện chí đến xem xe trực tiếp ha mọi người ha. Rồi nếu như mà các anh chị nào mà thích chiếc này á thì liên hệ cho tiền qua số điện thoại bên dưới ha. Hoặc là đến xem xe trực tiếp tại địa chỉ là 642B quốc lộ 13 huyện Bình Phước, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh ha mọi người ha. Thì ngoài chiếc xe này ra thì bên tiền còn rất là nhiều xe 5 chỗ, 7 chỗ với nhiều mệnh giá khác nhau. Giá thì bắt đầu tầm khoảng 200 mấy thì cũng đã có xe mọi người, 200 mấy, 300 mấy, 400 mấy thì cũng đã có xe ha. Rồi nếu mà các anh chị cần tìm một chiếc xe nào đó thì cứ liên hệ với tiền này sẽ tư vấn cho các bạn ha. Rồi cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn nãy giờ đã theo dõi hết cái video của tiền ha. Đừng quên đăng like và đăng ký kênh theo dõi tiền nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.